mọi người, hôm nay cả nhà của mình ra ngoài Barcelona chia. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale. Bấm hết thôi con. Mà Pháp đá với lại Argentina hả? Argentina tranh giải nhất nhì của Cúp Du Mon là World Cup á mọi người, tranh cái giải Cúp Du Mon đó. Thì hôm nay là trận đá của Pháp với lại Argentina, thì mình sẽ đi ra ngoài đó để mình cổ vũ Pháp. Cố lên nha, Allez les Bleus. Con nói đi, Allez les Bleus. Matteo, Machit, Machias. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Rồi mọi người ơi, mình đang ở ngoài Barcelona chia hả? Mọi người ra ngoài đây cổ vũ đông quá trời đông luôn. Đứng xếp hàng dài luôn. Rồi cả nhà của mình đi dạo một chút xíu rồi đi vô trong đó để coi cái màn hình lớn coi cho nó đã. Hôm nay là cả nhà đi cổ vũ đá banh luôn. Năm nay nếu mà Pháp thắng nữa là 2 năm liên tiếp đương kim vô địch rồi. Hai lần liên tiếp là được giải nhất. Rồi, người ta chui vô trong kia hết rồi, không ai ở đây hết trơn. Ở ngoài đây trống quơ trống quắt, mọi sân vận động ngoài đây trống quơ, nó chui vô trong cái nhà kia. Nó chui vô trong đó để có cái màn hình lớn á mọi người để coi đá banh. Rồi hôm nay ha, người ta ùa vô đây để cổ vũ đá banh nè mọi người, coi dòng người đi tấp nập luôn nè. Nãy đứng xếp hàng đằng kia một nồi luôn á, giờ mình cũng đi vô mình xếp hàng để công thon đó mọi người. Người ta vô trong đây, người ta ngồi vô hò hét rồi la lóng ầm sùm. Trời ơi coi kìa, cờ Pháp quá, nó quấn cái cờ Pháp rồi này nọ. Năm nay là cái năm đầu tiên mà dân đi coi cổ vũ đá banh đó mọi người, tại vì hồi năm 2018 là lúc đó mình ở nhà coi, phải không? Lúc đó tổ chức sinh nhật cho thằng Machat đó. Sinh nhật Machat hay Machit ta? Rồi xong cái mình ở nhà mình đem cái tele ra ngoài sân đó mình ngồi coi sinh nhật của Machat hay Machit gì quên này. Rồi xong rồi cái coi. Quá trời đông luôn. Mọi người ta đứng xếp hàng để đi vô cổ vũ đá banh. Đây mọi người, để dân quay cho mọi người có cái hàng dài xếp hàng. Dài túc kia mình còn ở túc này. Mọi người coi nè, nó xếp hàng dài để chuẩn bị đi vô mọi người. Nhà dân mới được tới khúc này thôi, còn nguyên một khúc dài nữa để đi vô trong cái màn hình, đi vô trong cái nhà này để coi, ngồi coi á mọi người, cái màn hình lớn á. Quá trời luôn. Đây mọi người, chưa về mà vô là nghe nhạc quá trời. Cái này nó bán đồ lưu niệm mọi người ơi.
Rồi mọi người ơi, mình về nhà rồi. Trời ơi, Pháp nó gỡ quà hay quá mọi người ơi. Mà xong rút cuộc đá penalty thì thua. Uổng ghê á, nhưng mà thôi kệ không sao. À, vậy cũng là thấy Pháp đá hay rồi mọi người. Cũng là hên rồi, tại penalty cũng hên xui rồi. Rồi bây giờ thì cả nhà của mình đi về ăn cơm.